Chào các bạn. Trong suốt quá trình thực hành với PTC Creo Parametric ở phần khuôn mẫu, tôi luôn sử dụng song song hai công cụ tách khuôn, đó là Surface và Volume. Thì ở những cái clip đó có đôi khi tôi cũng giải thích một ít, nhưng mà nó không được đầy đủ và toàn diện. Thì ở cái clip này tôi giải thích cặn kẽ chi tiết về cái sự giống nhau và khác nhau, cũng như là những cái tình huống mà mình sử dụng hai công cụ này cho nó hiệu quả. Thì tôi bắt đầu với cái file là Volume Surface, ở cái thư mục là Tip and Trick Volume Surface. Thì bài tập này cũng như những lần trước, tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn những cái mặt phân khuôn đơn giản như mặt là Fill và mặt Surface. Giờ mình chỉ tập trung vào cái sự giống nhau và khác nhau giữa hai cái anh, là một anh là Surface, một cái anh là Volume ở đây mà thôi. Thì nói về điểm giống nhau trước các bạn. Điểm giống nhau đầu tiên giữa hai anh này là nó đều là những đối tượng dạng mặt. Và tên Surface đương nhiên nó là mặt rồi đúng không? Nhưng mà cái Volume á, cho dù các bạn tạo ra đó, cái gì bạn tạo bằng một cái lệnh là Extrude nhé, thì nó cũng không phải là một khối solid, mà nó chỉ là một nhóm các bề mặt đóng kín với nhau mà thôi, chứ nó chưa phải là solid. Và cách nhận biết là sao? Các bạn thấy là những đối tượng nó vẫn là một cái nhóm mặt màu tím, chứ không phải là màu xám, mặc định của cái dạng solid trong Creo. Rồi. Cái giống nhau thứ hai là cũng rất dễ nhận thấy. Các bạn thấy là bằng vô là Surface, các bạn thấy nó có những lệnh cơ bản như là Extrude, Revolve, Sweep Blend, những lệnh xử lý như là Round, Rough. Thì các bạn thấy là bên Volume các bạn cũng có là Extrude, Revolve, Sweep Blend, Round, Rough. Và nếu như chỉ nhìn vào các đối tượng trên màn hình, các bạn sẽ không thể phân biệt được đó là Volume hay là Surface. Cách nhận biết chứ là gì? Những anh Volume á, thì anh có dạng một cái biểu tượng dạng là hình khối, còn cái anh Surface á, là cái biểu tượng dạng hình là hình Surface như vậy thôi. Chứ nếu nhìn trên đối tượng hình học ở trên đây nè, các bạn sẽ không phân biệt được đâu là Surface, đâu là Volume. Rồi, đó là tôi nói về hai cái điểm giống nhau đầu tiên. Cái điểm giống nhau thứ ba là hai anh này đều có cái cách quản lý giống nhau. Tức là nếu như các bạn click trên đây một lần á, thì các bạn tạo thành một nhóm Surface tương tự như vậy. Nếu mà click trên đây một lần thì là một nhóm Volume. Và nếu muốn chỉnh sửa cái nhóm đó, các bạn phải nút phải vào đây, các bạn là Redefine. Nếu như các bạn mà click một lần nữa đó thì là tạo một nhóm mới nữa. Đấy là cách giữ quản lý giống nhau. Cứ một lần click như vậy á là một nhóm, và muốn sửa thì là nút phải vào, chọn là Redefine. Chứ nếu click một lần nữa thì tạo một nhóm mới nữa. Đấy là Volume cũng thế, mà Surface cũng như thế. Cuối cùng, điểm nhóm cuối cùng là hai anh này nó đều phục vụ cho việc tách khuôn. Nghĩa là nếu như bạn vẽ bằng Surface cũng được, bằng Volume cũng được, thì chung quy là gì? Cũng dùng để tách khuôn mà thôi. Và trong những tình huống mặt phân khuôn đơn giản đặc tính hình học giống nhau là hai anh này sử dụng là lấp lẫn được, đổi đôi lại không vấn đề gì cả, dùng Surface cũng được, Volume cũng được. Đó là 4 điểm giống nhau. Tôi nhắc lại, thứ nhất, nó đều là đối tượng Surface, là đối tượng dạng hình học là dạng mặt, cho dù là được ghép kín vào nhau trong anh chụp là Volume, nhưng nó vẫn là mặt mà thôi. Cái thứ hai là nó đều có những công cụ xử lý hình học cơ bản như là Extrude, Revolve, Sweep, Blend, Round, Rough. Cái thứ ba là nó có cái cách quản lý giống nhau, tức là cứ mỗi lần click một lần á thì tạo ra một nhóm đối tượng. Và cái thứ tư là nó đều dùng để tách khuôn trong một số tình huống mà hình học đơn giản, nó sử dụng lấp lẫn với nhau, nên là dùng Surface cũng được, dùng Volume cũng được. Rồi, nói về điểm khác nhau thì các bạn thấy cái anh Surface á, nó có một số công cụ đặc trưng, ví dụ như là Fill, Skirt, Extend. Đây là nhóm công cụ đặc trưng mà chỉ có Surface mới có, mà Volume không có. Và đa phần các bạn thấy rằng những công cụ này nè, nó tập trung ở vấn đề gì? Nó tập trung ở việc là tạo những mặt phân khuôn lớn, những cái mặt bao, ví dụ như là Skirt, Surface, Extend, tất cả là tạo dạng là dạng mặt và những mặt to to bên ngoài, nó bao vuông bên ngoài của mình. Trong khi đó cái anh Volume á là những công cụ đặc trưng hướng tới cái việc là mình tạo những cái bề mặt, những cái nhóm bề mặt để mình tách những phần undercut. Nó có những công cụ đặc trưng, ví dụ như là chức năng là Gather Volume hoặc là Slider để nhận diện được các cái đối tượng undercut, tính toán undercut này. Thì các bạn có thể tham khảo lại cách sử dụng những công cụ này ở những cái clip như là Coupling trong phần Slider, hoặc là cái clip và Motor housing ở phần Practice để nói về cách sử dụng công cụ là Gather Volume hoặc là cái công cụ là Cut out, Cut by reference. Thì nó hướng tới cái việc là tách những cái phần undercut trong khuôn. Rồi, cái điểm khác nhau nữa là cái anh Surface á, cho dù mình tạo ra nó giống với hình dạng hình học của cái khối mình cần tách khuôn á, thì mình cũng không xài được ngay, mà bắt buộc là mình phải làm động tác là split và lấy nó ra lại. Còn cái anh Volume á, nếu như cái dạng hình học mình tạo ra mà nó giống với cái mình cần lấy là mình lấy mình xài luôn. Là tức là khi mình tách khuôn á, mình split á, mình chỉ cần lấy one volume thôi, mình không cần lấy two volume nữa. Đó, còn Surface thì cho dù nó giống hệt, các bạn chỉ phải tách một lần và lấy nó ra, chứ không được là xài luôn cái đồ ban đầu của mình đã có. Đó là tôi nói vừa qua là những cái điểm khác nhau. Còn bây giờ tôi đi vào cụ thể. Ví dụ như bây giờ tôi tạo, đối với chi tiết này các bạn thấy rằng á, là mình sẽ có hai cái phần cần phải tạo phần lifter. Các bạn thấy đây mình có hai cái vấu đây nè, đó, hai cái vấu, đây một cái, đây một cái. Thì tôi sẽ tạo một bên đó là bằng là Surface, một bên tôi tạo bằng là Volume để mình coi rõ hơn một số tùy chọn của nó. Thì đầu tiên ở bên tay trái này tôi sẽ tạo bằng Surface. Thì tôi vào cái phần là pattern Surface, tôi extrude nha, tôi dùng mặt phẳng right giải phát luôn, tôi sketch view. Anh này thì dễ nhìn, tôi để như vậy cho dễ nhìn nha. Ok, nếu mình muốn quay lại thì mình vô cái phần là setup ở đây, các bạn để anh này là dụ như là bottom đi, để cho nó là top đi, cho nó xoay đúng hướng như vậy Ok, sau đó mình sẽ chọn tượng tham khảo là reference, mình lít vào dụ như cái anh mặt đáy này tôi cần nè, đúng không, cái anh trên tôi cũng cần nè, rồi cái anh đứng tôi cần luôn, và tôi định lai tôi vẽ thôi. Ví dụ như bây giờ tôi vẽ từ dưới đây, tôi vẽ lên đây, tôi đi qua, tôi đi xuống đây, tôi đi qua đây, lên đây, tôi đi qua đây. Rồi kích thước tôi cho ví dụ như anh này tôi cho là 8, anh này tôi cho là 6 nha. Tôi đồng ý. Tôi đụng về hai phía, đụng bên đây, và anh này thì đụng bên đây. Các bạn thấy nè, đối với Surface bắt buộc mình phải cap and nó thì nó mới đóng ra một khối như vậy. Rồi các bạn thấy, ok. Và với anh Surface các bạn sẽ không có cái tùy chọn để cut out để mình lấy đúng dạng hình học của nó luôn. Các bạn thấy, mà để như vậy nè, đúng không? Ok. Trong khi đó, bây giờ bên tay phải tôi sẽ dùng chức năng là volume, tạo anh volume. Tôi cũng là extrude, rồi tôi cũng dùng là mặt right của tôi. Tôi cũng là set view. Tôi muốn quay lại hướng top cho nó dễ nhìn đấy nhé. Ok. Rồi, tôi vẽ tạo tương tự, tôi cũng reference vào ví dụ như là cái anh này nhá. Cái anh này và cái anh này. Ok. Rồi, như là tôi đi từ đây đúng không nè, tôi đi qua đây, đi xuống đây, đi qua đây. Rồi kích thước anh này cũng là 8, anh này là 6. Như các bạn thấy là đối với cái anh Surface này á, Volume chứ, thì tự động á, nó là khối với mình rồi. Các bạn thấy luôn luôn nó là khối sẵn rồi. Nó là khối là một nhóm mặt đóng kín các bạn. Các bạn thấy này nhá. Nhưng nó vẫn là màu gì các bạn? Nó vẫn là cái màu tím, tức là như dạng là một cái nhóm surface đóng kín thôi, chứ nó không phải là một cái solid. Và nó có chức năng gì các bạn biết không? Đây tôi làm lại nha, nút phải chuột mình redefine lại nè. Nó có chức năng là Trim to geometry. Tôi dùng chức năng này nha, reference package out. Đấy, các bạn thấy nè, tự động nó cắt cho mình luôn theo hình dạng của cái khối mình cần lấy các bạn. Và các bạn thấy nè, nếu như mình nhìn trên đây á, mình không hề biết đâu là volume, đâu là surface đúng không các bạn, màu tím vịt nhau thôi. Nhưng nếu mình nhìn trên đây mình biết nè, tại vì cái anh surface á, biểu tượng là như vậy, nhưng cái anh mà volume á, biểu tượng như vậy. Đó, và cái này nè, nó tính là một cái volume nữa các bạn. nè. Thay vì mình phải split mình có đúng không, thì đây mình tạo cũng được và nó tính nó volume rồi. Tôi nút phải chuột, tôi thấy chọn, tôi rename lại nhé, và tôi chọn là cái dụ như là cái slider, dụ như tọa 01 luôn. Thì cái này nè, một lát nữa mình không cần tách nó vì mình đã có sẵn rồi. Còn cái anh surface mình á, chơi một giống hệt đi, giả sử các bạn muốn trim nó cho giống hệt với anh bên volume cũng được, nhưng các bạn cũng không được quyền xài nó, các bạn tách mới có. Còn cái anh volume đó là gì, tự nó có cho mình rồi. Giờ tách khuôn nha. Thì các bạn thấy nè, nếu như mình tách mà mình đã có một cái khối giống hệt như vậy rồi á, thì bước đầu tiên vào á, mình cũng không cần phải tách to volume nữa. Mình vì tách gì, tách one volume thôi nha. Nếu các bạn tách là to cũng được, nhưng nó sẽ bị dư. Còn nếu mình biết rằng đó là gì, mình đã có một cái volume giống hệt như vậy rồi á, thì ra đây không phải tách nó nữa. Mình tách là one volume over bit done. Và cái mặt của mình muốn là mặt nào các bạn, cái mặt này nè. Ok, mình không lấy nó nha. Đây nè, đây chính là anh này, đây là ảnh nè, không lấy anh trên thôi. Done. Ok. Và nó tên là main volume nha. Ok. Rồi tiếp theo, bây giờ mình tách, mình cũng lấy one volume thôi, để tách cái slide thứ hai từ cái more volume. Done. Anh này mình đạp nó qua. Còn thấy nè, mình phải chọn anh này để mình tách. Này mình tách. Và mình sẽ lấy cái anh này. Ok. Mình đặt như là slider 02. Và tất nhiên cuối cùng là mình tách được cái, mình tách là to volume từ cái more volume. Đó. Lấy cái main volume chạy nó qua đây. Rồi mình chọn cái mặt phân khuôn chính của mình chính là cái mặt này và cái mặt trên đây. Ok. Mình sẽ có ảnh dưới đây tên là Core. Và cái anh kia tên là Cavity. Cuối cùng là mình đi extract nó ra. Các bạn thấy nè, nếu như mình hiểu rõ về cái môi trường phân khuôn và mình chọn đúng cái đối tượng, mình chọn đúng cái tùy chọn khi tách khuôn, thì mình tách ra vừa đủ thôi nè. Có Core, Cavity, Slide 1, Slide 2. Còn nếu các bạn không nắm vững á, các bạn cứ làm theo thói quen, các bạn lướt bập, nó cũng ra, nhưng đôi khi là gì đấy, nó sẽ bị dư đối tượng ở đây. Thì nếu mình hiểu rõ đó, mình thấy rằng gì, do mình đã có cái slide 1 rồi nè, nó hoàn toàn giống với hình học cái slide mình muốn lấy ra, cái clipper chứ, chết tôi nhầm tên là clipper đúng các bạn. Mình sửa lại nha. Ví dụ đây tôi sẽ sửa lại, tôi nút phải chuột, tôi rename, anh này phải là clipper mới đúng, clipper 01 nha. Ok, cái anh này nè sẽ là clipper 02 đúng không? Đấy, nếu mình hiểu rõ, mình biết rằng mình đã có cái 01 này giống hệt rồi, thì mình sẽ không làm máy móc cách là gì, mình cứ nhảy vô đây to volume nữa, không cần thiết. 90% tình huống là gì, nhảy vô các bạn làm to volume liền đúng không? Nhưng nếu như mình đã có thằng giống hệt rồi á, không cần to volume nữa, chỉ cần one volume là ok rồi. Đó, nếu mình hiểu rõ thì khi mình extract đối tượng ra đó, nó không có dư. Không thấy nha, tại vì volume được phép xài luôn. Còn nếu như surface thì bắt buộc phải tách, tại vì surface nó không là cái khối với các bạn, nó là bề mặt thôi, nó không phải là một cái đối tượng dạng hình như thế này, phải tách. Đấy, hiểu rõ thì mình làm rất là nhanh và chính xác. Template đúng không? Tôi lấy cái anh này nha. Đây, và các bạn xem thử nè. Bây giờ tôi ẩn với anh này đi nhé. Tôi ẩn này luôn. Các bạn thấy nè, đây là cái anh mình tạo ra, đây là cái mình tách được, nó hoàn toàn giống nhau. Cho nên nếu như mình nắm rõ, mình biết rõ cách sử dụng vận dụng á, thì mình hoàn toàn chủ động việc thiết kế của mình, và số đối tượng mình tạo ra nó sẽ không dư không thiếu mà nó vừa đủ. Tất nhiên nếu mà muốn kỹ hơn, các bạn đặt tên cho nó thì sau này mình làm sẽ không bị nhầm lẫn nữa. Thì đó là tất cả như tôi muốn nói các bạn về cái phần là volume và surface. Thì hy vọng nó sẽ giúp các bạn là có cái nhìn nó toàn diện hơn để mình sử dụng công cụ hiệu quả hơn trong tương lai. Rồi, cảm ơn các bạn.